Triệu Lộ Tư bị mắng không thương tiếc ngay ngày trọng đại, Trần Chiết Viễn lập tức có động thái. Vài ngày trước, Triệu Lộ Tư đã tổ chức buổi meeting tại quê nhà Thành Đô nhân dịp sinh nhật 25 tuổi với mục đích giao lưu và tri ân người hâm mộ đã ủng hộ cô suốt thời gian qua. Đáng chú ý, những người yêu mến mỹ nhân họ Triệu tuy không mất tiền khi tham dự sự kiện, nhưng nếu xem phát trực tiếp sẽ mất phí và giá vé bán ra thấp nhất là 30 nhân dân tệ, khoảng 100.000 đồng, đắt nhất là 50 nhân dân tệ, hơn 150.000 đồng. Số tiền dù không quá lớn vẫn khiến dân tình đặt nghi vấn liệu nàng này có phải muốn thông qua phương thức trên để kiếm thêm tiền hay không. Tưởng chừng là một vấn đề đơn giản, nhưng sau đó lại nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa lớn, làm nhiều fan Triệu Lộ Tư trở tay không kịp dù họ đã đứng ra làm rõ rằng khoản phí này do Tencent quy định và số tiền thu về không vào túi nàng tiểu hoa 95, nhưng nhiều người vẫn bỏ ngoài tai. Vụ việc chưa dừng lại ở đó, fan Triệu Lộ Tư quyết định mang những nghệ sĩ showbiz khác ra làm cuộc so sánh. Theo đó, người hâm mộ mỹ nhân họ Triệu cho biết, trong khi vé offline meeting của các ca sĩ, diễn viên bán ra có giá từ 3 đến 4 con số, nhưng tiệc sinh nhật của tiểu hoa 9X lại hoàn toàn miễn phí. Chưa kể, fan tham gia sự kiện khi về còn nhận được một món quà nho nhỏ. Rõ ràng đây là một hành động tri ân sâu sắc. Vậy mà đến miệng một số cư dân mạng, nữ chính tinh hán sán lạ lại trở thành người tâm cơ và điều đó là quá bất công với cô. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi một nhóm nhỏ netizen khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, nói Triệu Lộ Tư tuy không bán vé nhưng nếu người hâm mộ muốn đi vẫn phải mua từ những người đầu cơ và giá qua tay chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một vài chục tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, trên các diễn đàn mạng vẫn tồn tại hai trường phái đối chọi nhau, một bên kiên quyết phải bôi đen bằng được mỹ nhân xuyên không, bên còn lại thì ra sức bảo vệ nàng tiểu hoa đán hết mực. Dẫu vậy, Triệu Lộ Tư hẳn là thấy an ủi phần nào khi bạn trai tin đồn Trần Chiết Viễn góp mặt trong sự kiện đặc biệt của đời mình. Theo đó, nam thần thế hệ mới diện cây đen cực điển trai, giống với hình tượng bạn diễn cũ trong vụ trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư, khiến dân tình đứng ngồi không yên. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng lý do mỹ nhân họ Triệu chọn khoác lên người bộ váy giống cô dâu là vì có diễn viên họ Trần xuất hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, Trần Chiết Viễn góp mặt trong buổi sinh nhật Triệu Lộ Tư chỉ là ảnh được người hâm mộ ghép mà thôi. Điều này cho thấy dường như fan couple vụng trộm không thể giấu đã quá mong ngóng cả hai tái hợp hoặc hẹn hò ngoài đời thực nên đã làm điều này. Đặc biệt là trước đó, cặp đôi cũng từng nhiều lần khiến dân tình bấn loạn vì loạt khoảnh khắc cực ngọt ngào ở hậu trường phim. Hẳn nhiều người vẫn biết Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn là một trong những cặp đôi gây sốt màn ảnh nhỏ trong năm 2023. Ngoại hình đẹp đôi lại thêm chemistry bùng nổ ở vụng trộm không thể giấu đã giúp cả hai chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Đến nay, dù phim đã kết sóng khá lâu nhưng nhiều người vẫn mong muốn họ có thể hẹn hò thật ngoài đời. Tuy nhiên, rõ ràng khả năng cặp trai xinh gái đẹp này yêu đương ở thời điểm hiện tại là rất thấp. Trở lại với buổi fan meeting của Triệu Lộ Tư, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Lưu Vũ Ninh đã gửi hoa đến chúc mừng sinh nhật cô. Hành động này được cho là đã xóa tan những đồn đoán về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt của cặp đôi trước đó. Còn nhớ thời điểm trước khi công bố nam chính phim Dèm Ngọc Châu Sa, fan mỹ nhân họ Triệu đã phản đối thần tượng tái hợp với Lưu Vũ Ninh. Thậm chí, fan club lớn nhất của tiểu hoa 9X còn tuyên bố ngừng hoạt động và thay ảnh đại diện màu đen để bày tỏ thái độ kiên quyết. Thế nhưng, bất chấp những ý kiến đó, Lưu Vũ Ninh vẫn trở thành nam chính của phim tái hợp với Triệu Lộ Tư. Chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi anh chàng nhận vai và đăng đàn thẳng thắn nói về những tin đồn tiêu cực mà fan mỹ nhân họ Triệu gán cho anh. Cụ thể, Lưu Vũ Ninh phủ nhận việc cả đoàn phim Dèm Ngọc Châu Sa phải chờ đợi mình nhiều tháng và cũng cho biết bản thân không sửa kịch bản, không liên quan tới chuyện stylist cũ của phim bị sa thải. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tiết lộ thêm, anh đã từng hợp tác với nhiều diễn viên đồng nghiệp rất vui vẻ, dễ chịu, chưa có phim nào gây ồn ào như Dèm Ngọc Châu Sa. Sau khi nghe những lời chia sẻ của Lưu Vũ Ninh, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục trước sự thẳng thắn của anh chàng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nam diễn viên làm quá vấn đề, dễ ảnh hưởng tới tình cảm đồng nghiệp, nhất là khi hợp tác với Triệu Lộ Tư, cả hai cũng sẽ khó xử. Dù vậy, với động thái mới nhất của mình, Lưu Vũ Ninh đã phần nào chứng tỏ mối quan hệ của anh và Triệu Lộ Tư vẫn rất tốt đẹp, những tranh cãi của người hâm mộ không hề làm ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp cũng như tình cảm của cả hai diễn viên.